Các bạn ơi, hôm nay mình làm video này để kỷ niệm 10K sắp và muốn gửi đến các cô, các chú, các anh, các bạn và tất cả mọi người đã xem và ủng hộ kênh của mình Bản Chép á. Trong thời gian qua thì hôm nay mình đã đạt được mục tiêu trước mắt là 10K sắp rồi. Thì hôm nay mình sẽ đọc và trả lời một vài comment của các bạn ở trên kênh á, và chia sẻ một ít về thông tin cá nhân giữa mình và Bản Chép nhé. Ok, thì bây giờ ta bắt đầu với câu hỏi của bạn Thanh Tâm. Thanh Tâm là: anh và chị đã quen nhau lâu chưa? mọi người ơi, thì là mình với lại Bản Chép đã quen nhau được 6 năm rồi nhá. Thì đã đăng ký kết hôn, mình với Bản Chép đã đăng ký kết hôn được 5 năm rồi nhá. 5 năm rồi. Chứ không phải là đang hẹn hò nhau nhá, hay là đang tán tỉnh nữa, mà là đã kết hôn được 5 năm rồi. Nhiều bạn cứ tưởng là mình với Bản Chép đang là người yêu á. Cảm ơn bạn Thanh Tâm. Tiếp theo là bạn Duy Tệ Vũ có câu hỏi là: anh ở Thái được bao lâu rồi ạ? Mình ở Thái từ nhỏ nhé bạn, thì bây giờ đã là mười mấy năm ở bên Thái này rồi, nên là tiếng Việt nhiều lúc mình cũng câu nhớ câu quên á, nên là khi mà làm video á, mà nói hay nói lộn á, thì mong các bạn thông cảm nhé. Ok. Ok. Một câu hỏi nữa của bạn Hùng Trâm là: anh chị bán túi sách thu nhập hàng tháng được bao nhiêu? Cái này thì mình cũng đã từng làm một video chia sẻ về công việc hàng ngày của Bản Chép với các bạn. Thì công việc của Bản Chép là bán túi sách nha các bạn. Thì thu nhập hàng tháng thì thu nhập của Bản Chép hàng tháng khoảng tầm 50.000 cho đến khoảng 70.000 bạc. Thì nếu như tính tiền Việt khoảng 35 triệu cho đến hơn 30 cho đến khoảng gần 60 nhé một tháng. Nhưng mà bên này cái chi phí mà sinh hoạt hàng ngày á nó cũng cao, nên là một tháng chỉ dư được khoảng tầm 20 thôi, 20 gì đó thôi. Đó là công việc của Bản Chép. Còn công việc của mình á, thì công việc của mình là mình mở về nhà xe du lịch á, nhà xe du lịch kiểu du lịch tự túc. Ví dụ như người Việt mình sang là mình sẽ đón người sân bay, xong rồi đi tham quan các kiểu theo ngày á. Thì thuê xe thì là bên mình sẽ có lái xe người Việt đưa đón khách Việt Nam mình đi tham quan các kiểu, đó là công việc của mình. Nhưng mà hiện tại là đang dịch bệnh nên là cái công việc của mình đang tạm hoãn, nên là bây giờ mình đang giúp Bản Chép bán túi sách. No. Ok, đó là câu hỏi của bạn. Ok nha các bạn, thì còn rất nhiều câu hỏi của các bạn, ví dụ như thể là mình với Bản Chép quen nhau như thế nào, rồi mình gặp Bản Chép rồi ai tán ai trước á, hay là cuộc tình của mình với Bản Chép như thế nào á, thì cái câu chuyện này nó rất là dài, nên là mình xin phép sẽ kể lại cho mọi người nghe vào một video mới nhất á lần sau nhá, vì là nó rất là dài đấy ạ. Thì mình muốn bật mí trước một điều, đó là cái lúc mà mình quen Bản Chép á, thì là Bản Chép là một y tá dược sĩ nha các bạn. Thì hôm đó là mình bị ốm nên là mới có duyên để gặp Bản Chép, rồi mới dài cho đến tận ngày hôm nay. Các kiểu. Ok, thì mình cũng sẽ xin phép được kết thúc video ở đây. Thì cũng không có gì lắm, video này chỉ có đạt được 10k sắp rồi, làm một video ngắn. Cảm ơn tất cả mọi người, cô chú, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh của mình Bản Chép. Thì bây giờ cũng đã hết Tết rồi, nhưng mà vẫn chúc cho tất cả mọi người một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, vô sự và đạt thêm nhiều thành công mới trong cuộc sống nhé. Ok, thì mình xin được kết thúc video ở đây nhé. Cảm ơn mọi người, bye bye. Cảm ơn mọi người, bye bye nhé. Và đi phạm.